đầu giờ chia mì qua nè, chị hấu ra đây nè, con một bên, con lấy đi đó. Ê, từ từ. Ê mày thôi, mày cố ăn gì vậy chưa vậy? Sao nó ăn không, mẹ không cho ăn, mày cố ăn gì? Thằng quỷ nó nói đâu cho ăn mà nó dành ra đâu. Nè, bà chị nè, kế vô nè, đây là nước sốt chị hấu nha. Đó, chậu lên nè, miếng nè. Kế cho con miếng đi. Đến. Đó, quậy lên thử coi, ăn thử rồi. Ăn thử lần trước đi. Gì vậy? Nó chưa có đủ vị. Nó chưa có đủ ngọt, nó chưa đủ ngọt. Cái này nó cay. Mà dưa hấu thì nó ngọt. Cay không? Ngọt không? Đi. Yeah. Đó. Trời ơi, hai anh em mình chơi lầy quá. Kiệt ơi. Chị Kiệt. Hiểu, ăn dưa hấu nha. Ăn dưa hấu, ăn này ngon lắm nè. Món đặc biệt. Món đặc biệt. Món gì là đặc biệt chứ hả? Giờ ăn mì trộn dưa hấu không? Mì gì sao ăn được? Mì dưa trộn ngó ăn sao được? Được. Mà trộn, ai hiểu trộn mà được. Không, không được đâu. Trời ơi, không tin. Không có tin. Tin phải không? Tin lấy mì. Đi lấy mì. Rồi. Đi lấy mì đi, hiểu rồi. Ôi. Đó, bây giờ mình lấy cái này mình làm nước sốt. Lấy cái này ra. Làm nước sốt dưa hấu. Đó. Để thôi mình trộn với mì. Trộn cho kẹt ăn. Đó, bây giờ mình gạo được hai tô hai thau. Kẹt không cho kẹt. Lấy mì ra. Cái này đòi hỏi làm cái tô được mì ăn. Đây là hồi làm tô được mì ăn. Ai hiểu? Okay. Có từ tháng mì ra. Nấu mì đi kẹt, nấu mì con nấu mì đi. Đó. Dạ. Rồi ai hiểu thì bây giờ đeo bao tay vô. Bắt đầu nhào cái dưa hấu này. Lấy cái nước sốt, làm cái nước sốt mì và cho kẹt ăn. Ăn rồi bé ai hiểu. Trời ơi, ai hiểu ăn trước cho mệt quá. Nè, bắt đầu ra. Mình sẽ lấy cái này làm sốt nha. Nhào nhào nó ơi. Chúng mày hiểu ăn trước thôi nha. Ừ. Chị nhớ là chúng mà còn à, lẹ đi nấu lẹ đi. Chị không ngon quá. Trời ơi, này nước nó ngọt ngay à. Đó. Mình chỉ lấy nước sốt thôi nha, không lấy cái nha. Ai hiểu ơi, nóng. Ai hiểu ơi. Dùm chế nước vô hả? Ừ, chế nước vô đi. Nấu đi. Đừng có bỏ đồ vô nha, chế nước nhiều vô, chế gì vô, cho hồi nó nở ra. Nó còn nở ra rồi mì sao ba mì sao nước sốt dưa hấu rồi lấy đồ đũa nhét nhét vô đó đũa nè bắt đầu nè rồi mình cắt nước ra đâu nước dưa hấu uống ngon quá à hiểu trời ơi cái này mà làm chiếc tố trời ơi cứ nào chịu nổi miếng nước ra đi đi lúc nào cái clip nào cũng có luôn đó đủ rồi như đây đủ rồi đó xong rồi các bạn ơi chuẩn bị nha bắt đầu mình chuẩn bị mì trợ mì chính bắt đầu mình trộn chung mình sẽ làm mì nước sốt dưa hấu A Hiếu đổ nước đây A Hiếu đó mình sẽ đổ nước bỏ nha lại dưa hấu này mình cũng bỏ rồi mình đâu có lấy cái dưa hấu đâu mình chỉ mình lấy nước sốt dưa hấu thôi mình sẽ dồn vô đây hết đi còn mình sẽ bỏ đi gì trước mấy cậu mì không đủ ăn chú ăn đó rồi giờ để chọn nha chú ơi chọn sốt ra rồi đi rồi đi rồi đi chú đi anh hiếu ăn sốt mà gì còn đậu nó trộn hết vô luôn đi hết vô luôn xuống vô luôn đậu xộn đi ngon mà đã nó ngon nó làm gì nó không có tin tưởng ai hiếu chút nào hết trơn tại là
bột ớt nè. Rồi, đây rồi. Tiếp tiếp. Có gì nữa? Nên lên đây Hiếu trộn này xếp số vô. Cái này là muối các bạn, pha bột ớt nha. Vậy à, Hiếu ơi, bột ớt cái ra nước kìa Hiếu ơi. Từ từ, chúng đi lên, tụi đi hát từ từ. Khoan từ từ, đi rồi bắt đầu cái Hiếu mới chế nước sốt lên. Để nó biến lại rồi nó chảy. Nó nói nó sợ, nó nói nó không dám ăn mà nó biến nó chảy. Coi nè. Đó. Nó nước biến nó không dám ăn mà nó chảy. Rồi, rồi Hiếu ơi. Ăn ta ăn sao mà Hiếu? Ăn miếng cơm ngon quá. Ngon quá thôi ăn thử rồi thèm quá. Đây nó chưa có nước sốt vô ăn thử cái gì. Để thử lắm. Để thử cái mì này chưa nước sốt thử ở đây thế nào ha. Cay một cái cay mà Hiếu. Đã có một rồi. Cay nó chưa. Đây là mì đây là hai gói mì nha các bạn. Nãy đây là gói mì siêu cay nè, có ớt nè. Đây nha. Rồi mì Hàn Quốc, mì Nhật Bản. Rồi bắt đầu bây giờ mình vô chương trình đặc biệt. Không. Ăn được không giờ? Nguy hiểm. Nè nếu ăn không được, ai Hiếu sẽ đặt cho con hai hộp mì. Ok. Đầu giờ chia mì qua nè, chị hấu ra đây nè. Con một bên, con lấy đi. Đó, đó. Đi. Ê, từ từ. Ê mày sao mày cố ăn cái vậy chưa vậy? Sao nó ăn không mẹ không cho ăn mày cố ăn cái gì? Mày cũng có ớt thôi. Quỷ. Nó nói nội cho ăn mà nó dành ra. Mày hiếu mày còn ớt á. Nè, ba chị nè, kế vô nè. Đây là nước sốt chi hấu nha. Đó, chậu lên nè, miếng nè. Kế cho con miếng đi. Đến, đó, quậy lên thử đây, quậy lên thử đây. Ăn thử rồi. À Hiếu ăn trước đi. Cái gì vậy? Nó chưa có đủ vị. Nó chưa có đủ ngọt, nó chưa đủ ngọt. Cái này nó cay. Mà dưa hấu thì nó ngọt. Cay không? Ngọt không? Ngọt. Ý, yeah. Đó. Trời ơi, hai anh em mình chơi lầy quá. Bây giờ mình chế nhiều nước luôn, bây giờ mình chế mì dưa hấu luôn. Đó, quất. Nó ngọt nè. Ngon quá. Nó ngọt nè. Tin chưa? Ngon không? Tôi không tin. Giờ tin chưa? Mấy mốt đừng có kêu lại Hiếu làm gì hấu ăn mì. Tin chưa? À Hiếu là mai làm đi ăn học với Hiếu rồi. Ngày mai làm ăn sáng đi học. Ngon ngon không? Giờ mới tin, nói không tin đâu. Thôi hello các bạn nha, xin chào các bạn. Clip từ đây là hai anh em tôi đã ăn mì, đến đây là hết. Hẹn các bạn ghé lần sau. Đấy các bạn ơi, hôm nay bạn Bin sẽ chơi thử trò chơi lái xe mô tô nha. Rồi bây giờ bắt đầu lái nè. Ê, chống to lên. To kìa cái chân. Đây, một chiếc xe chạy từ thôi. Rồi, tới bạn Bin đây nè. Bạn Bin chạy rồi, bạn Bin bye bye, chào các bạn nè con. Đây, tiếp một người nữa. Wow. Đây bạn Bin chạy chiếc mô tô màu xanh á, màu xanh nước biển nha. Đây còn cái này làm chiếc mô tô màu đỏ nè. Đây bạn Ú. Đây nè các bạn ơi, ba chiếc xe nha. Bây giờ ba bạn này sẽ bắt đầu đua thử coi ai chạy thắng nha. 1, 2, 3 chạy. Dừng lại nha, dừng lại. Wow.
Đây các bạn, đây là một chiếc xe đua mini dành cho các bạn bạn nhỏ nghe. Nhưng mà bạn Bin chưa có lái được. Đây chiếc xe màu đỏ nè. Đây là nữ tay đua kiệt xuất luôn. Đây xe của bạn Bin. Bin xe có sao cũ dữ hả? Rồi đây là xe của bạn bạn Minh nha. Rồi bây giờ bắt đầu chạy thôi. Xe đó hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Đại lên. Một chiếc xe đã bị hư. Hết xăng rồi hả?